Được rồi nhá, hôm nay mình sẽ chỗ tài trắng bánh xèo cho anh tự ăn. Đấy. Cháy lên đi ngọn lửa hồng ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ thịt vào. Rồi. Em mặc út tay xương. Say đều ai đừng xoay. Rồi. Anh Tường ơi. Anh Tường. Cái gì đây? Mì bóng. Đâu xem nào. Đây. Mỗi tí thôi mà cứ nặng hết cả lên. Thế là bây giờ phải mì bóng toàn thân anh mới hài lòng à? Tha lên thường. Mà này, mày làm cái gì mà bếp nó lộn xộn hết cả lên đấy? Em đang đổ bánh xèo. Cái gì? Em đổ bánh xèo. Em thấy người ta hướng dẫn dễ lắm mà. Nay lại còn lâm thầm chỗ tài nữa. Thế được cái nào chưa? Được một cái trên bếp đây anh đi vào. Đâu? Anh chở cho em đi. Ôi hỏng rồi, cháy rồi. Lấy chả ra đi cho em đi nhanh lên. Xuống lên nhà đi, lát em cho bố thuốc cho đi lên nhà đi. Ôi trời ơi. Bảy đặt đổ bánh xèo. Đau lắm tôi anh Tưởng ơi. Đưa tay đi xem nào. Lọ gì đây anh? Đây là mỡ chăn, bôi vào nó dịu liền, bỏ đây. Thôi rát lắm không bôi đâu. Ta bảo là không rát cơ mà. Bôi một lúc xong là nó dễ chịu liền, bỏ đây. Này, mày mà không bôi ấy, sau này nó thành sẹo, nó xấu xí ra thì lúc đấy đừng có hối nhá. Bỏ đây. Bôi mà rát là em bắt đèn này nhá. Đưa đây xem nào. Đưa. Rồi xong rồi đấy. Hả? Xong rồi á? Nhưng mà em chưa cảm nhận được cái gì mà. Thế mà cứ nặng hết cả lên. À anh ơi, bây giờ tay em bị bỏng rồi, nguyên liệu em chuẩn bị ngoài đấy á. Anh ra làm bánh xèo đi nhá. Nguyên liệu đâu mà nguyên liệu. Lúc em vừa bỏng rồi đổ hết được gì nữa. Làm thế nào được nữa mà làm. Thế còn trứng gà? Anh đập trứng vào cũng được mà. Ê, trứng gà? Vâng. Được không? Em nghiên cứu hết rồi. Nghiên cứu thì chẳng nghiên cứu đồ ăn. Mày chỉ có thế là nhanh mà. Đau quá. Thôi rồi vào trong nhà đi. Cái con mì này phá giỏi thế mà. Tường ơi. Tường bạn ơi. Này bạn. Thì đây. Nhà bạn còn ít gạo không cho tôi vay ý nào. Tôi về tôi nấu cơm ra ăn cái tôi đuối quá. Bà được tôi có rồi trả nhá. Ô. Cái gì thế mà đen thù lùi đây bạn? Tuyệt phẩm bánh xèo của con mì đấy. Cái mì nào mà bạn? Ừ. Ôi trời ơi bạn ơi tôi buồn cười quá. Này cười cháy cả nước mắt ra này. Ôi trời ơi. Này tôi nói thật với bạn nhá. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa thấy cái món ăn nào nó khủng khiếp như thế này luôn. Trời ơi. Cái đứa em gái của bạn nó sinh nhầm giới tính hay sao ấy? Trời ơi. Nói bé bé thì nó đang trong nhà đấy. Mà đứng lên nha. Thì vào tôi lấy gạo cho. Rồi. Ôi trời buồn cười quá. Này. Anh cười cái gì? Anh cười từ nãy đến giờ anh cười đủ chưa? Chán chưa? Thế không đúng à? Mày nhìn kia kìa. Đó, mày nhìn thấy không? Thấy quê không? Ôi, à, trời, rồi. Trời ơi này. Này. Rồi. Anh cứ đợi em khỏi đau tay đi. Rồi anh liệu hồn với em. Nhưng mà với em. Nào. Hôn. Đau tay quá. Ôi trời ơi. Thương cái mặt. Được rồi, anh đứng lại cho em. Tại sao người kia tao phải đứng nào? Nào. Này. Đứng lại cho em. Nào, Mi. Ôi trời ơi, mày bắt được tao. Đồ. Ao. Ôi trời ơi. Anh chưa chưa? Đau tay em rồi đấy. Này. Em đau tay lắm, đau tay mà đánh mạnh đi. Ôi trời, lại đau tay rồi. Anh chưa này. Này, anh cứ đợi em khỏi đi, rồi anh liệu hồn với em. Nhưng mà với em chắc tao sợ. Rồi. Này, bạn. Rồi.
Ơ kìa. Thôi bạn ơi, tôi chào bạn nha, tôi về đây. Này sao nhà anh hết gạo, anh để cho anh vay gạo là sao? Anh ấy là đồ đáng ghét. Suốt ngày mà la hét tầm mỹ mà không thấy đau đầu à? Thôi vào nhà đi, tao đi lấy thêm củi nữa. Ừ, anh đi lấy củi á? Ừ. Thôi đi với. Chứ mong thấy tay mày em bị bỏng đấy còn đi đâu? Tay em bị bỏng cái chân em có bị làm sao đâu. Mày em đi theo em xem anh làm chứ em có làm đâu. Đi mày. Nhọc thật chứ. Mấy cửa củi mà. Nghỉ tí lại vào làm bó nữa. Ở đâu anh? Anh gì? Sắp đến chưa? Sao mà anh đi lấy củi ở đâu mà xa thế nhỉ? Đi mấy mà chưa đến nơi thế nhỉ? Này, chắc lại mỏi chân rồi đúng không? Tao bảo ở nhà thì không nghe. Ôi mà anh Tượng ơi, anh Tượng. Cái gì? Anh nhìn thấy người ngoài kia kìa. Anh có thấy cái bó củi không? Đấy. Sao? Chắc chắn là bó củi ai vứt ở ngoài đấy rồi. Hay là bây giờ anh em mình xuống ôm về đi. Vứt cái gì mà vứt? Người ta chặt người ta để đấy đấy. Okay. Mà anh nhìn xem xung quanh ở đây có ai đâu. Mà bó củi này chắc chắn là bó củi vô chủ rồi. Để em kêu nha. Có ai ở đây không nhờ? Alo. Có ai ở đây không nhờ? Không có ai chưa à? Thế thì anh em là cháu ôm bó củi về nhá. Đó, thấy chưa? Có ai xung quanh đây đâu? Không được. Làm như thế không hay cho lắm. Bây giờ nhá, anh không ôm bó củi này về thì cũng có người khác người ta lấy về thôi. Em nói với anh là em mà không đau tay thì em cũng vác cái bó củi này về từ lâu rồi. Anh ôm về nhanh lên để còn đổ bánh xèo nữa, muộn rồi. Có gì nhá, em sẽ chịu trách nhiệm. Bánh xèo. Lấy về không phải là nó. Hai bó là được rồi. Ô, cái bố củi đây đâu rồi? Ô, cái thằng khốn nạn nó đi qua xanh mất của tao rồi trời ơi. Toàn bao nhiêu mồ hôi không chứ mới chặt được bố củi đi qua ăn tiện tay xanh mất rồi còn đâu. Tao mà bắt được tao biết thằng nào ra tao xin cầm dọa về tao nhắc nhiều luôn nhá. Khi tình yêu đến anh không gửi ra. Ôi trời ơi, cái con gà này sao mày ở đây, cái con gà máy ấp kia. Ôi trời, đã nhập cảnh bất hợp pháp rồi còn đi ở đây. Tao mà vỡ được tao luộc luôn đấy. Bây giờ phải làm sao thế? Kinh quá trời ơi. Ôi trời, cái con gà này, cái con gà máy ấp này nữa. À trời, lại sạch sẽ như ban đầu luôn chứ. Ai mà thông minh thế ta? Chỉ có thể là lương khô thôi. Chuẩn bị đi nấu nướng nha. Từ. Ôi tôi hỏng rồi. Ôi chết củi, giờ bây giờ lấy cái gì mà đun ta? Trời ơi, cái con gà này tao điên mày lắm. Trời ơi, gà ơi. Ôi trời ơi, không biết bây giờ là tìm củi được ở đâu ta? Ôi trời ơi, mới đâu có củi, không có củi luôn. Ôi trời ơi, đúng là ông trời có mắt mà. Ôi này, củi qua đây cho mình xin nhá. Cảm ơn nhá. Trời ơi, đây, bỏ xuống. Bỏ xuống, đưa ra rồi, bỏ ra rồi. Mày không? Chính mày không? Ê, bạn ơi, không. Không cái gì? Mày không? Chính mày không? Cái gì? Cái đống củi vừa nãy của tao mày lấy đúng không? Mày câm mồm, đứng im. Mày thì chạy á. Hả? Mày có biết bao nhiêu mồ hôi công sức của tao không? Hả? Tao chặt cả buổi sáng được hai bó củi mày lấy mới một bó của tao. Mày chích không? Hả? Tao chìm mặt rồi. Nhưng mà tôi không có lấy thật này, bạn hiểu lầm thôi. Mày câm mồm mày chưa được nói. Thế mày không lấy ai lấy? Vừa nãy mày định làm cái gì? Vừa nãy một búa mày lấy đi rồi, bây giờ mày quay lại mày lấy búa nữa đúng không? Bạn hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ định nhấc cái bụng củi lên, cân xem nó có nặng không thôi. Hiểu cái con khí khô, hiểu. Từ từ để giải thích là cứ sồn sồn nên là sao nhỉ? Bây giờ mày phải tao cho mày đổ bao nhiêu bồ hôi xem mày có tức không? Nhưng mà tôi không phải là người lấy, bạn hiểu không? Mày còn cãi nhờ, mày không lấy ai lấy? Ai lấy thì tôi biết làm sao được. À, mà tôi nghĩ rồi, nãy tôi mới nghe thấy thằng Tượng nói là nó đi lấy củi. Nó lấy thì nó lấy chứ bây giờ nó thèm vào nó lấy cái củi của tao. Ừ, bạn chả biết cái gì cả, cái sờn sờn nên làm chi. Thằng Tượng không lấy đúng không? Nhưng mà con em gái nó, bạn hiểu tính nó mà đúng không? Con Mì à? Ừ, cái tính khác thì cái tính của bạn đâu. Cái à, của tôi. Không có lý nhỉ? Đây,
Bây giờ muốn biết nó lấy củi hay không thì sang nhà nó đi nhá. Tôi chả liên quan gì đến bạn đâu. Dán dao tao để tao về tao đi chặt củi. Ô này đứng đứng lại tao hỏi đi đã. Này làm gì mà tránh anh đi. Đợi tao với. Dạ anh Thi My ơi, mày cá xong rồi này. My ơi. Dạ. Ồ, ăn bánh xèo anh đổ đi để em khỏi tay. Ngon lắm. Tuyệt vời. Á chà chà. Này. Trời ơi. Nóng rồi. Ngon trộn không? Ngon không? Con My đâu? Con My! Đến giờ ăn chú chú là sao? Ôi tôi đây bạn ơi! Này con kia, tao nói cho mày biết nhá. Tuy là hai gia đình có thân nhau thật, nhưng mà mày không thể đi qua mày quõm cái đống củi của tao về là như thế nhá. Này, có gì ngồi xuống nói tao xem nào. Ngồi xuống. Ôi thì ngồi. Có chuyện gì mà bạn cứ gom xòm hết cả lên thế? Gom xòm cái gì? Sáng ngày đi mất công bao nhiêu công sức mồ hôi này. Mồ hôi xong bắt đầu đi chặt được bố củi về vứt ra ngoài đường phát đi vô lấy bố nữa ra lại mất luôn. Thôi tôi cũng không có biết ai đâu, may mà thằng Lương nó biểu là con My nó đem về nha, không là cũng không biết ai mất bố củi nha. Ồ, này cháu nói với chú nha. Cháu với anh Tưởng cũng đi hái củi. Nhưng mà là cháu thấy bố củi ngoài đường, cháu kêu rồi, cháu kêu là có ai đây không, không trả lời thì thôi anh. Tao ở tít trong kia thì làm sao mà tao biết được. Tao không biết. Mà không biết của ai thì cũng không được lấy chứ. Tao biết là không có tội. Thôi được rồi. Cái này là do tôi sai bạn ạ. Thôi để tôi đền cho bạn bộ củi khác. Cái đền là xong rồi mà. Thế đền lại nhìn vào cái mâm đấy. Do tôi sai mà. Bạn này. Hả? Cái bánh gì mà ngon thế. Vàng thế, đẹp thế này. Thơm đấy chứ. Tôi làm ít bánh xèo. Này ăn thử xem nào. Được nhá. Được ăn rồi bạn. Được ăn nhá, bây giờ là cho chú ăn thì chú phải bỏ qua lỗi lầm với cháu nhá. Ôi bỏ qua luôn, ba cái chuyện vặt vãnh bỏ qua luôn. Được nhá. Rồi. Gì đâu mà. Chú làm tuyệt vời. Cho ăn thử xem. Phải bị ngon đấy. Cho tí nước mắm đi. Đây. Đấy, ăn cái này mà chấm được mắm tuyệt vời. Cái gì á? Trương. Ôi rồi, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Chưa còn kịp bỏ vào mồm. Trời ơi. Ngồi luôn đi. Bạn ơi, tôi ngồi luôn đây. Tôi nhắm đi mọi người. Từ từ anh ấy lịch sự nào, lịch sự. Hai ba là lịch sự. Rồi. Sao mà cứ đến giờ là bạn lại mò trang lại là sao bạn? Đấy bạn, bạn nói tôi mới nhớ này. Cái con gà mái đẻ của tôi đấy, nó tự dưng nó. Thôi bữa ăn không muốn nói nhưng mà nó ị ra cái chỗ đông củi tôi, xong là tôi cầm cái thau nước tôi hất vô. Có phải là mẹ bạn sơ sinh đặt tên bạn là Dê đúng không? Họ Bét đúng không? Bét Dê. Đánh ơi giỏi thật đấy. Tài, quá tài. Tôi chịu bạn. Thế sao bạn lại có mặt ở đây? Tôi sang đòi lại bố củi bạn. Thế liên quan gì đến mày này? Cái mày sang lấy củi mà mày có phải ăn bánh xèo đâu? Thì bây giờ thằng Tượng bắt đền cho tôi mà. Rồi ăn đi này. Ăn đi. Trời. Thế mà trời ơi, cứ phải xô đùa. Ăn đi bạn. Đi bạn. Lịch sự nào, lịch sự nào. Hai, ba lịch sự. Bà thử xem bánh xèo tôi làm thế nào. Ôi sao kê bạn. Mất có bút củi rồi ăn ngon. Ôi chứ bạn này, bạn không biết gấp à? Hả? Không cần gấp. Ủa bánh trời. Trời ơi, Tượng ơi, bánh xèo cái gì đấy? Bạn này bạn đuổi mấy ngày rồi. Có gì như Tượng không? Dạ bạn. Bánh ao quá anh. Thôi. Ăn một cái là thế nồi.
ông bạn quá khéo tay bạn. Ừ, mang gạo sang nhà trả cho nhà em à? Gạo bây giờ tháng 6, tháng 7 mới có gạo mới trả chứ. Này, không phải giờ như thế nha. Một gạo. Cái tao vay anh được mà có vay mày đâu mà mày cứ phải oăm nhờ bữa ăn mà cứ nếu nhiêu. Gạo em đi sát mà. Thì một gạo có gạo anh Hồng ấy đứng lên đi về lấy gạo đây trả nhanh cho em. Thế là mày cho nó vay gạo à? Anh tưởng cho mà nhấu chua đâu. Ôi, chỉ đi mùa tháng 6, tháng 7. Thì tháng 6, tháng 7 mới có gạo mới trả chứ. Ta vay vài hôm người ta trả đây đúng một dài đúng một hơn đĩa. Được chưa? Rồi, được rồi. Đếm nha. 1 2 3 Xong nhá, cấm mồm. Thua là thua. Nhưng mà em không có giải thích, không đừng này. Mày đừng có chơi kiểu đấy với tao nhá. Anh đừng có chơi ăn gian. Gian gì, thua là thua. Sáng này em chưa ăn sáng rồi. Trời mày đặt chân sáng. Đây đi về ăn đi rồi ra đây chơi. Thế bây giờ anh có chơi ván nữa với em không? Chơi. Bây giờ chơi ván này, chơi kiểu khác này. Bây giờ chơi lia dép. Sao lia dép? Lia dép cái cờ, ai lia cái cờ ra được vạch thì người đấy thắng. Chơi luôn, tao sợ gì này. Anh lên bỏ đi. Đứa nào thua? Không biết. Đứa nào thua? Ai nhặt được cờ thì người biết nào. Được rồi, tao chấp mi đấy. Ai lấy cờ thì người ấy cất xuống. Đố lên được luôn đi. Được chưa? Ném đi. Anh ném trước đi. Hả? Anh ném trước đi. Chấp cho anh ném trước luôn hả? À? Chấp luôn. Rồi. Nhìn này. Thấy chưa? Trời ơi. Anh gửi nha. Anh lên lấy luôn đi. Lấy. Ném đi. Lấy lấy dép luôn đi chứ. Có thể là một con. Ném đi. Mất dép rồi nhưng không phải dép em đâu. Dép anh mà. Sao mày lấy dép của tao bên Gucci không 35.000 đấy em ơi. Ghê, một cái trời dép, một cái lạ ẩm. Ai làm gì mà mày không có thằng già. Tôi là thằng già này. Chú già thôi. Tao bắt dạy kìa. Chú. Cái thằng âm kia sao nó lại khóc vùng á. Hả? Lấy nhau cái kem đậu xanh cho khăn nữa mà. Cái gì? Kem đậu xanh. Có kem đậu xanh. Kem đậu xanh. À mà nhà tao có kem mới. Kem mới á? Ừ, qua đâu? Có. Kem khoai môn nhà làm. Kem khoai môn nhà làm. Tao nói mày cái loại khoai đó chỉ đất nhà tao mới trồng được thôi. Đất nhà chú mới trồng. Không phụ gia, không chất bảo quản luôn, không thuốc sâu. Chưa hết hạn sử dụng. Tao mới vừa làm sáng nay mình. Không còn màu luôn. Ăn luôn nhỉ? Lấy cháu cái. Có cái. Tiền này. Tiền mấy này cháu? 3 bạc. 3 bạc á. Nhanh. Hả? Thôi hỏng rồi. Hỏng á? Nay cháu mặc quần không có túi cháu nhớ rồi. Hỏng 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 thì thôi. Hỏng thì thôi. Mày biết hỏng hết dép của tao không? Ồ, chứ cái thằng này cái nhấm nhại nhau bà... như đàn bà. Sao vừa nãy tao chào mày, mày bảo tao thằng già. Ồ, bỏ qua đi này. Kem mới hả? Khoai môn. Mở xem nào. Không được. Có tiền thì mở. Có tiền ô ta. Có tiền à? Này. Mấy nghìn một cái. 3 tiền. 4 nghìn. À, bốn tiền. Vẫn 4 nghìn. Bạn cho tôi ứng cái tôi. Bạn có đổi non đổi nước ngoài không? Không có à? Không cầm nhưng mà không cầm thì về lấy ở đây. Nhưng mà ý có đổi nước ngọt nó có, nước ngọt có không? Đổi hết có cái loại nhôm đồng sắt vụn vỏ chai đem ra đây. Thì cứ đưa đi. Đúng rồi, đưa đi. Không được. Hả? Chạy đi. Chạy. Được rồi. Chạy đi. Đợi tí. Khổn đi. Chú. Cái thằng này ăn rồi. Rồi chào. Rồi. Chú đứng ở đây chú chờ cháu về cháu lấy sắt vụn cho đổi nhá. Nhanh. Chạy đi. Ăn không có tao không mua đâu. Đây kem luôn. Ăn nhiều hơn cả kem ăn luôn. Ôi. Anh Tường ơi. Tường. Ra giúp em với nào nhanh lên. Không cái gì mà mày cứ nói. Gì đây? Ôi trời ơi, sao anh lại dẫm bẹp cái lon của em đi rồi? Chưa đến không ngủ trưa mày ra đây làm gì? Đây này thì em nhặt mấy cái lon này em mang ra em đổi kem khoai môn cho chú Tú mới bán kem khoai môn xong. Ừ. Bị ngon á. Bảo sao? Không đủ thì thôi kiếm cái khác mà bù vào. À, anh cho em tiền đi. Làm gì? Thì em mua nước về em uống để mang đi em đổi đủ. Ừ. Thế mà bị ấm đầu đi mi. Mày làm gì nhá. Bây giờ tao đi có việc. Nhớ ở nhà trông nhà đấy. Vâng, em biết rồi. Đồ keyboard em chẳng thèm mày giúp đâu. Ừ. Kệ tao. Vâng các bạn ơi, quá tuyệt vời. Kem mới làm, kem nhà làm mà. Hơi nhiều ấy. Cháu phải lấy hai cái nữa. Vớ vả vớ vẩn. Mày cầm xem có nặng không. Toàn có ba cái vỏ chai vớ vả vớ vẩn đuổi hai cái đâu ra. Hả?
À đây à? Mày hỏi ý kiến ai chưa mà mày cứ thò vào mày lấy nhờ. Cháu không có sắp vụn rồi mà. Mày nhìn đi. Nhìn đây này. Không được, Sao bạn? Như này không đủ. Thôi lấy cái nữa nhá. Không được bạn ơi. Sao không được? Bạn nhìn này, cái đùm có bạn một này mới được có một cái mà nó đem được cái 4 cái lon bia ra đây nó rất đổi. Không được. Bây giờ phải về lấy thêm thôi. Hay là chú bán nợ cho một cái đi, xong rồi cháu về cháu bỏ anh Tưởng ra tiền. Không có nợ nần thế, con gì gọi là chiến lược kinh doanh nữa. Ngon mê lý, ngon mê lý. Ngon không bạn? Trời ơi. Quay môn nhà làm mà. Tuyệt vời. Ừ. Dễ thương nhỉ? Nè. Ôi trời quê. Cái mặt bị lừa quê quá. Thôi. Thì đừng có trêu nó. Trêu đâu? Đây, lại đi. Thôi, ăn đi em. Ăn đi, tội gì đâu, mắc mơ gì không ăn. Thôi. Làm chi nên có một miếng mà anh cũng không cho nhỉ? Đây đi, cho cả cái ăn được này. Được rồi, anh nhớ đấy nhá. Bây giờ em về em sẽ kiếm hết một đống hết bụi ở đây, em mua cả cái xe kem của chú Tú. Hình hoa nghe. Nhưng mà bạn ấy bọc to quá, phải cái nữa. Mày bị hâm mà. Quá xa. Ê, sao mà chắc thế? Này, vừa đi chơi về cơ mà. Tao xị hết cả mặt ra đây. Này chắc vừa bị thằng Lương nó trêu đúng không? Ai thèm chơi anh luôn, nó là anh luôn, anh tự trêu em chưa? Mày đang làm cái gì đó? Anh! Anh đang làm cái gì đó? Thì tao đang gò lại mấy cái nồi sao? Nhà mình nhiều nồi, niêu xong chảo. Để lâu không dùng nó gì xét nó hư hết đi. Thế là nhà mình nhiều nồi lắm mà anh? Tuy nó không nhiều, nhưng mà để một chỗ không dùng đến thì nó gì xét nó hư chứ sao. Tao phải ra nó gò lại đấy. Em hiểu rồi, gì cho mấy cái này em biết mà. Biết thì sao mày không làm đi, toàn để tao làm. Mà này, lát nữa cất mấy cái này trong bếp đi nhá. Bây giờ tao chạy ra ngoài này lấy đồ đã. Nữa cất con gà một đấy. Vâng. Anh đi à? Ừ. Nhớ cất gọn vào nhá. Vâng, thế anh đi rồi anh về sớm nhá. Ồ. Mang mấy cái này đi đổi kem được này. Ồ. Mang đi đổi kem. Nhưng mà khoan, bây giờ mà mình mà mang đi đổi thì anh Tượng có biết không nhỉ? Ồ thôi không sao, nhà mình đầy nồi, bây giờ mình mang một hai cái đi đổi làm sao mà anh Tượng biết được. Đúng rồi. Ai kem xoài, kem ổi, kem sầu riêng đi. Thôi. À đây. Tao lượn mãi thì tao mới thấy mày đấy. Này. Thế. Mày lấy trộm nồi của thằng Tượng ra đây đổi kem đúng không? Cái gì? Tôi nói cái gì? Thì cái nồi đang còn lành nguyên mà. Nồi này là anh Tượng, anh bảo là anh bán sắp vụn nên cháu xin cháu đổi kem của chú. Kem của cháu như thế nào? Cháu thật không? Cháu nói thật mà cháu uy tín mà cháu có lừa không anh Lương? Mà đừng đến lúc thằng Tượng lại ra đòi cái nồi tao nhá. Tao không trả đâu. Này. Ăn thử xem ngon nào. Được không? Quên luôn. Chất lượng không? Kem tao làm lại. Chú Tú ơi. Thế chú có còn kem không? Còn nhiều lắm, còn hai ba cái nữa. Thế chú phải đứng đây chú chờ cháu nha. Rồi. Cháu về cháu lấy thêm, cháu ra cháu mua hết cả đấy của chú luôn. Thật không? Chú không được bán cho anh Lương nha. Nhưng mà phải đúng là cái đồ bán sắt vụn đấy nha. Phải hứa nha. Đi luôn em, đi luôn. Nhanh. Không có thời gian đâu, chiều tối muộn về còn nấu cơm nữa. Mùa hạ về trong lòng này nhớ thương, mùa hạ về trong lòng này nhớ ai. Ô cái quần này nâu thế nhỉ? Toát lên mồ hôi. Đây chú. Ai chưa? Đúng hàng sát vụ đúng không? Chú thấy chưa? Kem của cháu đâu? Đây, còn hai cái đây, lấy luôn đi. Lấy luôn. Của cháu luôn à? Cho luôn để còn về đi nấu cơm cho chó cho gà ăn nữa. Bạn lắm. Ngon đúng không? Ngon mai lại ra ủng hộ nhá. Tôi nhớ nha. Mai cứ đem nồi niêu xoong cháo tiền bạc thì đem hết ra đây. Đủ là tao đưa kem cho. Tôi nhớ nha. Thôi tao về đây. Rồi về đi. Rồi tao đi về với. Kem của chú làm ngon thật á. Mi ơi. Mi. Này. Mày nhìn xem tao cho mày cái này này.
khoai môn với khoai sọ anh. Ừ, tao vừa chạy ra ngoài chợ mua đấy. Lát nữa tao làm chè cho mày ăn. Cho mày khỏi phải đi đổi kem nữa. Sướng nhất mày đấy. Mà thôi, em đi rửa đi, để tao đưa lên mấy cái nồi. Nha. Nha. Quái lạ. Sao mình cứ thấy thiếu thiếu cái nồi ấy nhỉ? Mi ơi. Mi. Đó. Ra bảo xem nào. Sao tìm hết giờ lại không thấy không? Nhá. Này. Mày có thấy cái nồi nó chằng chảng không? Tao vừa ở đây mà. Nhá. Em này. Không phải lại là mày đúng không? Đúng rồi, tôi chán mày thật đấy Mi ạ. Thôi rồi, bỏ đây, đi vào đi. Ui, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Mi ơi, chè khoai môn được rồi này, ra ăn đi. Mi ơi. Dạ. Mày làm gì nữa đây? Em đây, rồi. Này. Dạ. Sao mày lại lấy được mấy cái này về đây? Thì hồi nãy em ra em xin chú Tú, em bảo chú Tú là cho em xin lại. Rồi ngày mai em ra em phụ bánh kem chú Tú, chú Tú đưa lại cho em. Anh Tượng ơi. Cái gì? Em xin lỗi anh Tượng nha. Anh Tượng tha lỗi cho em, tuần nay em hứa là em sẽ không bao giờ em làm như thế nữa đâu. Nhớ lên nha. Vâng. Thôi được ăn đi. Này anh không có nguội. Qua đây. Đây ạ. À. Chỉ có cái nghịch là giỏi thôi mà. Eo ơi thơm thế nhờ. Thơm không? Thơm. Ngon lắm anh Tượng ơi. Chè không bị ngọt quá, cũng không bị nhạt quá. Cực kỳ là vừa mồm, ngon cực kỳ luôn. Không phải nên. Em nói thật mà. Này. Dạ. Nay là mày có lỗi đúng không? Vâng. Thế để tí nữa ăn xong rồi tự giác mà dọn dẹp nhà rồi là... Được, anh yên tâm, chuyện đấy để em lo, em làm được hết mà. Hứa đấy nha. Hứa. Thật không? Ừ. Tốt quá. Ăn nhanh lên, tao múc cho bạn nữa này lên. Cảm ơn các bạn đã vừa theo dõi hết tập phim của chúng mình. Nếu như các bạn thấy hay, hãy cho mình một... Subscribe! Ái chà. Một comment! Ái chà. Một like nữa!